Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ người muốn gọi, và họ đến cùng người. Người chọn 12 vị để theo người và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ. 12 vị ấy là Simon mà người đặt tên là Phêrô, Giacôbê con ông Zêbêđê và Gioan là em Zêbêđê. Cả hai được người đặt tên là Boanerges, nghĩa là con của sấm sét. Rồi đến Andrê, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Elphê, Tadeo, Simon Nhiệt Thành và Judas Iscariot là kẻ nộp người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em, hôm nay Chúa Giêsu chọn 12 vị tông đồ và Ngài muốn các ông ở với Chúa Giêsu và làm việc đi giao giảng tin mừng. 12 vị này, nếu mà chúng ta suy về lịch sử thì là những người rất bình thường, có những cá tính rất đặc biệt, và con người như Phêrô rất trực tính, hay chúng ta nói khái tính, nóng tính, nghĩ gì nói đó. Nếu mà thầy lên Jerusalem, con sẽ chết cho thầy. Và khi mà Chúa Giêsu bắt thánh giá lên gặp Phi-la-tô, chính Phêrô cũng chối Chúa 3 lần. Bartolomeo là người Chúa Giêsu gặp và Chúa Giêsu nói: ta đã gặp ngươi trước khi ngươi ở dưới cây vả, là một người công chính. Thomas, nếu chúng ta suy xét, là một người rất đa nghi. Nếu tôi không thọc ngón tay của tôi vào lỗ đinh trên bàn tay và cạnh xương người, tôi không tin, cứng lòng tin như Thomas. Hay chúng ta nói Giacôbê và Gioan là hai anh em, như mẹ Giacôbê và Gioan đến gặp Chúa Giêsu: xin thầy cho con, hai đứa con tôi nếu mà vào nước Thiên Chúa, cho nó được ngồi được đứa bên tả đứa bên hữu. Là những người tham vọng, đầy quyền uy, là những người con sấm sét. Như khi Chúa Giêsu đến thành Sodom và họ rất cứng lòng tin, Giacôbê nó mới nói: nếu mà Ngài muốn, Ngài kêu lửa từ trên trời đốt họ chết hết đi. Rất là khái tính, nóng tính như Giacôbê, nhưng Gioan là người hiền hơn. Như là Philippe là một người rất tỉ mỉ, chi li tính toán. Nếu mà chúng ta nói Philippe mà đi chợ, list everything xuống trên một tờ giấy và Ngài đi không thiếu sót một món đồ nào. Đó là Philippe. Matthew là người Levi, là một người thu thế, rất tính toán về một con số, về tiền bạc, nhưng bỏ hết về sau này trở thành người viết tin mừng cho Chúa Giêsu cũng như Gioan. Nếu chúng ta nhìn xét về những con người mà Chúa Giêsu mời gọi, toàn là những người khá tính, những người có những đặc tính rất đặc biệt, nhưng mà Ngài dùng những người đó, Ngài chỉ những người đó để cho họ về sau này đi loan báo tin mừng và đặt giáo hội trên nền tảng của những người đó, đặc biệt là Phêrô là thù lãnh. Con là đá, trên đá này ta xây giáo hội của ta. Cho nên trong giáo hội chúng ta có rất nhiều sự khác biệt, nhưng chỉ cùng một đức tin, một phép rửa và một Thiên Chúa. Và giáo hội chúng ta được xây trên nền tảng của đức tin, nền tảng của tin mừng, và hơn thế nữa, nền tảng của bí tích. Cho nên chúng ta gọi là Sacramental Church.
Chính vì như vậy, chúng ta là những người được kêu gọi, chúng ta nhận lãnh các bí tích và chúng ta trở thành những nhiệm thể nhỏ của nhiệm thể của Chúa Kitô trong giáo hội. Là những viên gạt được xây đắp cho nền tảng giáo hội ngày càng vững chắc trong cái cá tính của mình, trong sự khác biệt của mình, trong ơn gọi của mình và trong sự lựa chọn của mình. Tất cả được lựa chọn và Ngài sẽ lựa chọn tùy theo ý của Ngài, như Chúa Giêsu đã chọn 12 tông đồ. Cho nên Ngài chọn chúng ta tùy theo ý của Thiên Chúa. Bởi vậy chúng ta phải kết hợp để xây dựng giáo hội trở thành một nhiệm thể tích cực nhất và làm sáng danh Thiên Chúa tại thế giới này. Chính vì như vậy chúng ta sẽ trở thành môn đệ, cho dù chúng ta có những cái đặc tính khác biệt người ta một chút xíu, hay là hiền lành, hay là uyên bác, hay là vĩ nhân thế nào nữa, Ngài chọn tùy theo ý của Ngài. Và chúng ta làm theo thánh ý của Thiên Chúa, đó mới là gọi là những thành viên của giáo hội được xây dựng trên nền tảng tin mừng và tình yêu. Hôm nay là biểu tượng giữa mời gọi của Chúa Kitô 12 tông đồ, cũng là mời gọi chúng ta bước đi theo Ngài. Và chúng ta sẽ trở thành những viên đá góc tường cho thế giới ngày hôm nay, vì chúng ta được kêu gọi trong một đức tin, một phép rửa, một tình yêu. Amen.